vị đang đến với chương trình Đẹp Để Tự Tin, được phát sóng vào 21 giờ 50 tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV9. Kính thưa quý vị, thực sự mà nói thì làn da của chúng ta sau khi trải qua việc nổi mụn, đối diện với một vấn đề đã nan giải là những vết thâm, nhưng mà bên cạnh đó còn có một khuyết điểm rất là lớn mà cho dù chúng ta có thể là makeup tới cỡ nào thì cũng không thể che được. Cái bộ khuyết điểm này là cái gì mà căng thẳng dữ vậy ha? Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau theo dõi tình huống sau đây của chương trình để xem chủ đề ngày hôm nay là gì quý vị nhé. Alo, chị ơi, chị tới chưa? Dạ dạ rồi, em đợi sẵn trong nhà. Trời ơi, nhà cửa gì mà khó tìm quá hà. Đi lên trên cầu thang tao nói mỏi chân muốn chết. Làm ơn thuê nhà trệt nghe chưa, để đỡ mất thời gian của chị đi tới đi lui. Cứu tinh của em tới rồi. Trân trọng giới thiệu với em, chị là phù thủy làn da. Như em đã bày tỏ trên mạng xã hội với chị đó, là em cái tình trạng làn da là cái lỗ chân lông nó bự đúng không? Và bây giờ muốn gặp chị để thu nhỏ những cái lỗ chân lông đó lại để nhan sắc rạng ngời hơn, đúng chưa? Dạ đúng đó. Chị thấy nè, cái lỗ chân lông nó bự lắm chị ơi, nó làm cho em cảm thấy rất là tự ti, trời thật là xấu xí, em khó chịu, em buồn bã lắm. Nói không phải khen nghe, không chỉ lỗ chân lông của em bự mà cái mặt em cũng bự nữa. Cái đó là phúc tướng. Cái nào mình cần mình chữa trước cho em đi chị. Bây giờ chị chữa cho em theo cái phương pháp hiện đại và tiên tiến nhất hiện giờ chị đang sở hữu. Phương pháp gì vậy chị? Lăng kim. Nghe có dễ ê như vậy nha. Rất đơn giản thôi. Bảo đảm nghe, nhìn cái mặt vẫn bự, nhưng mà làn da là như da em bé. Như da em bé. Mà rủi cái nó không có tái tạo rồi sao? Thì mình tái mặt. Nói vui vậy thôi, chứ chưa bao giờ có trường hợp xảy ra trong đời chị nha. Mình làm luôn được không chị? Em nằm đó nha. Thư giãn, để đầu óc thanh thản, hãy đưa tâm hồn mình đến một nơi xa vời, chẳng hạn như là suối vàng hay chính suối gì đó. Dùng hết tất cả các thứ mà chị. Nè. Trời, cái gì vậy? Cô kia, ở đâu ra mà một sừng sừng làm gì vậy? Tự nhiên nằm dài ra cho người ta làm cái gì vậy? Lăng kim, nè chị, lỗ chân lông to quá trời luôn. Phù thủy, chị thì phù thủy nha. Lăng kim là sao? Hả? Xích ra coi, sao chị ở đâu ra mà chị nhà huê quá vậy? Nhà huê quá vậy? Tôi là chị của nó. Nhìn cái áo tao đã thấy nhà huê rồi. Ê, lãng không? Chị hai ngồi im đó, để cho chị làm kim cho lẹ đi nha. Đó, em rồi. Lăng kim cái là xong rồi. Nè. Cái gì mà chị cản hoài để cho tôi tác nghiệp gì chứ? Mắc cười không? Cái lỗ chân lông to là nó to, chứ mắc cái gì lăng kim mà nó hết là sao? Nói tôi không hiểu vậy. Nói không hiểu thì thôi khỏi nói rồi, thôi nằm xuống đi em. Ngồi dậy, em ngồi dậy. Cái gì mà ngồi dậy hoài vậy? Con người á là nhờ có cái mặt thôi. Em nghĩ sao cái mặt em bây giờ nó có lỗ chân lông to chút xíu đi cũng không sao. Còn bây giờ em lăn vô ha, biết nó có hết không? Nó không hết nó để sẹo lại cái mặt em còn ghê hơn nữa. Thôi bây giờ em cảm thấy rất là tự ti, chị cứ để kệ em đi làm thử lần đi. Nó đẹp sao, rủ nó đẹp sao. Thôi mệt quá, nói tóm lại là bây giờ hai chị em trong nhà gia đạo bất hòa. Quyết định một câu cuối cùng cho tôi, có mừng hay là không mừng? Mừng. Không. Mừng. Kêu tôi tới đây rồi hai người, người thì biểu lăn, người thì không lăn. Bây giờ mệt rồi, tôi giận, tôi không làm nữa. Đó. Thôi đi về đi. Trả 300 ngàn cho tôi. Gì? Ủa chưa làm gì hết trơn sao trả tiền chị? Ừ. Taxi đi, taxi về. Bây giờ em trả tiền không? Em mà không trả tiền là ở đây nghe chị làm lớn chuyện cho tới tối đó. Thôi được rồi, đây nè. Nó liên hệ chị đó. Em lấy tiền. Cầm đỡ 50 đi, xe ôm đi. Rồi cái gì vậy? 300 ngàn chứ làm sao mà có 50 vậy? Tôi hết rồi, giờ cầm không? Không cầm tôi lấy lại à. Mua sao không cầm? Mai mốt á, đừng có kêu tôi tới nữa nghe nha. Trời. Báo tôi biết trước. Giận rồi đó. Giận gì? Em nữa. Nghĩ sao vậy? Muốn lăng kim phải đến mấy cái cơ sở uy tín đàng hoàng. Trời đất ơi, đi làm dạo giống như đi làm móng tay móng chân vậy, cũng chưa dám rồi rước vô nhà nữa, gan quá. Không lẽ phải chịu đựng cái bệnh lỗ chân lông to này suốt cuộc đời sao? Kính thưa quý vị, lỗ chân lông to là một nỗi ám ảnh rất lớn đối với các chị em phụ nữ. Làm sao để thu hẹp lỗ chân lông? Thì ngày hôm nay Tường Vi đã mời đến chương trình Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Ngọc Diệp đang công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp cho quý vị giải đáp những thắc mắc này quý vị nhé. Và xin chào bác sĩ. Xin chào Tường Vi, xin chào tất cả quý vị khán giả. Bác sĩ có thể cho Vi cũng như là các bạn khán giả của chương trình Đẹp Để Tự Tin biết nguyên nhân nào mà gây ra lỗ chân lông to được không ạ? Chúng ta thấy thường có hai nguyên nhân. Lỗ chân lông to do nguyên nhân do da nhờn, tức là cái tuyến bã nhờn hoạt động nó mạnh. Còn một cái nguyên nhân thứ hai, khi mà chúng ta lớn tuổi thì lỗ chân lông nó cũng trở nên nó to hơn, đó là do da chúng ta nó bị lão hóa. Như vậy thì có phương pháp nào mà mình có thể giải quyết triệt để cái vấn đề lỗ chân lông to không thưa bác sĩ? Giải quyết triệt để lỗ chân lông to thì rất là khó, tại vì
tất cả những cái nguyên nhân mà để dẫn đến cái lỗ chân lông to để chúng ta triệt để hoàn toàn thì không có được. Thành ra tất cả những cái cách mà chúng ta làm cũng có thể khắc phục phần nào, thu nhỏ được cái lỗ chân lông. Tuy nhiên nó sẽ chỉ được một thời gian thôi. Nếu thường ở những cái bạn trẻ tuổi thì lỗ chân lông to đó là do tăng tiết bã nhờn. Thứ nhất là chúng ta phải giảm nhờn, giảm cái hoạt động của tuyến bã nhờn. Nếu như mà nhờn ít thì chúng ta có thể sử dụng những cái lotion mà khi mà chúng ta thoa lên thì nó có cái tác dụng để làm giảm, ức chế phần nào cái hoạt động của cái tuyến bã nhờn. Tuyến bã nhờn nó hoạt động nó quá nhiều, kèm theo với cả mụn nhiều nữa, thì chúng ta có những cái thuốc uống để mà nó ức chế hoạt động của cái tuyến bã nhờn. Thì như vậy thì nó cũng sẽ giúp cho cái lỗ chân lông nó nhỏ lại. Tuy nhiên nó cũng chỉ được một thời gian thôi. Khi mà chúng ta ngưng uống thuốc hay chúng ta ngưng sử dụng những cái sản phẩm thuốc thoa mà có cái tác dụng là ức chế hoạt động của tuyến bã nhờn như vậy, thì cái tuyến bã nhờn có thể nó cũng hoạt động mạnh lại và lỗ chân lông chúng ta nó cũng to ra. Và với những cái bạn bị mụn thì có một cái cách nữa cũng rất là hiệu quả, đó là cái thuốc mà thoa khi mà chúng ta hay sử dụng để mà điều trị mụn, đó là cái vitamin A thoa tại chỗ. Thì ngoài cái việc mà chúng ta thoa lên mụn thì chúng ta cũng có thể thoa lên những cái vùng mà lỗ chân lông to, nó có thể thu nhỏ lại cái lỗ chân lông. Đó, chính vì vậy cái vitamin A thoa tại chỗ ở những cái vùng mà lỗ chân lông to nó sẽ rất là hiệu quả. Nhân vật ở trong cái tiểu phẩm của chúng ta là mời một người phụ nữ về nhà và sử dụng cái phương pháp lăn kim. Nếu như may mắn thì anh ta sẽ có được một cái làn da như ý muốn. Biết đâu có một cái sự rủi ro nào đó do những cái dụng cụ nó không có được vệ sinh, thì lúc đó nó sẽ có những cái hậu quả như thế nào ạ? Thực ra lăn kim thì chúng phải hiểu là khi mà chúng ta lăn kim như vậy là chúng ta đã tạo ra những cái vết thương ở trên da, nó sẽ có chảy máu. Mà khi nó có chảy máu như vậy thì cái việc mà cách chúng ta lăn kim như vậy nó sẽ nảy sinh một loạt vấn đề. Thứ nhất, cái kim mà sử dụng đó là cái kim sử dụng một lần, chỉ dùng cho cái nhân vật trong phim, hay là cái kim đó đã từng được sử dụng ở một nơi khác trên một người khác rồi. Nếu mà sử dụng lại thì rất là nguy hiểm. Thì chắc chắn nếu như mà chúng ta đến những cái cơ sở thẩm mỹ mà không có uy tín hoặc là làm với những cái giá rất rẻ, thì cái khả năng là cái cây kim đấy không phải là cây kim mới. Khi mà chúng ta làm, chúng ta đã đảm bảo cái sự vô trùng tuyệt đối cho cái làn da của chúng ta chưa? Tại vì nếu mà chúng ta không làm cái đó thì trên da chúng ta rất là nhiều vi khuẩn. Và khi chúng ta lăn kim như vậy là chúng ta tạo những cái vết thương, da của chúng ta bị chảy máu. Và những cái vi khuẩn này có thể theo đường máu nó vào, nó sẽ gây nhiễm trùng da, mà thậm chí có thể gây nhiễm trùng toàn thân, nhiễm trùng huyết, chứ không phải là chỉ ở da, mà như thế là có thể ảnh hưởng cả đến tính mạng của chúng ta. Vì vậy là khi mà lăn kim như vậy là chúng ta phải đảm bảo là cái da của chúng ta là đã được sát trùng, vô khuẩn tuyệt đối. Thì nếu như chúng ta đảm bảo được những cái vấn đề như thế thì cái việc mà lăn kim để mà nó thu nhỏ lỗ chân lông thì đó cũng là một cái phương pháp điều trị lỗ chân lông cũng khá là hiệu quả. Những lưu ý khi điều trị lỗ chân lông to: làm sạch da là bước căn bản để da khỏe mạnh, nên sử dụng nước hoa hồng sau bước rửa mặt để cân bằng độ ẩm cho da. Mỗi tuần bạn nên tẩy da chết từ 1 đến 2 lần, giúp da thông thoáng, sạch sẽ hơn. Sử dụng các loại mặt nạ có tác dụng se khít lỗ chân lông hoặc bôi trực tiếp vitamin A lên da mặt sẽ giúp làn da sáng hơn, se khít lỗ chân lông hiệu quả. Sử dụng các chế phẩm có chứa AHA để chăm sóc da, tính axit của AHA sẽ giúp lột tế bào chết trên da, giúp da sáng bóng, mịn màng. Có thể áp dụng những biện pháp chăm sóc da công nghệ cao để khắc phục lỗ chân lông to. Kính thưa quý vị, và qua những lời khuyên rất hữu ích của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Ngọc Diệp đang công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, đã giúp cho quý vị có thể hiểu thêm phần nào về cách điều trị lỗ chân lông to, và hy vọng là quý vị sẽ tìm ra những phương pháp thật sự đúng đắn và hiệu quả cho làn da của mình. Và chương trình Đẹp để tự tin xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 21:50 tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV9. Xin chào và hẹn gặp lại.